một chiếc tàu vỏ sắt dài 19 mét chuyên cung cấp dầu và nước ngọt cho các tàu cá để khai thác hải sản do ông Hoàng Văn Nhượng ở khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An điều khiển đã di chuyển vào cảng Lạch Cờn, bất ngờ bị lật úp. Toàn bộ tài sản, dầu, nước ngọt trên con tàu đều nằm úp xuống biển, chỉ nổi phần đáy thuyền. Rất may khi tàu dầu bị lật, ông Hoàng Văn Nhượng đã kịp bơi vào bờ an toàn. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Phương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 9 Công an Nghệ An, đồn biên phòng Quỳnh Phương chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường để tập trung ứng cứu, trục vớt con tàu. Do vị trí tàu lật úp nằm sát cảng cá, nước cạn cộng với khối lượng nước ngọt và dầu trong khoang tàu nhiều nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Chủ tàu dầu bị lật đã thuê hai thợ lặn cùng một số ngư dân lặn xuống nước để tìm các vị trí móc nối, thắt dây thừng cột vào tàu để tàu bên cạnh kéo lên. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa ngày 19 tháng 1, chiếc tàu dầu bị lật vẫn đang được trục vớt. Được biết, trước khi bị lật, chiếc tàu dầu này vừa bơm khoảng hơn 5.000 lít dầu và 20 khối nước ngọt vào hai khoang chứa riêng biệt để sau đó đi bán dầu, tiếp nước ngọt cho các tàu cá đi khai thác hải sản. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng.